Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 6 tháng 6 năm 2020. Và hôm nay quay trở lại với màn ảnh nhỏ quý vị. Thì nhà em vừa hoàn thiện lên một bộ nội thất phòng thờ bằng chất liệu gỗ mít. Và trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của sản phẩm đây. Thì bao gồm một chiếc sập thờ chân 20 và một bộ cuốn thư câu đối. Đó, đây là hình ảnh tổng thể sản phẩm nhé. Quý vị mà các bác mà đang có nhu cầu quan tâm đến cái nội thất phòng thờ thì có thể tham khảo cái bộ sản phẩm này của nhà em. Toàn bộ sản phẩm này là chúng em là sử dụng là chất liệu gỗ mít ta 100%. Mít ta hiện nay thì rất là hiếm do cái nhu cầu sử dụng làm đồ thờ rất là nhiều. Cũng như là cái đặc tính của cây là nó sinh trưởng rất là chậm. Nhưng mà hiện tại gỗ mít ta cực kỳ khan hiếm và giá trị có thể trong một vài năm tới thì nó sẽ giá trị và cái giá thành nó sẽ cao hơn những cái gỗ hương hoặc gỗ vụn rất là nhiều. Thì để vào giới thiệu chi tiết hơn thì đầu tiên em xin giới thiệu về chiếc sập thờ này. Chiếc sập thờ này có kích thước là 1m97, cao 1m07, cũng như là sâu là cao 1m17 và sâu là 107, chân là chân 20 và chúng em đục theo mẫu là mẫu mai điểu. Đây phần dạ, quý vị thấy phần dạ chúng tôi là đục chạm thủ công là hoàn toàn bằng tay. Toàn bộ đường nét là rất là sắc nét, như là làm hàng rất là kỹ, gỗ thì chọn lọc. Đây quý vị thấy được là đôi chim điểu này, làm rất là đẹp. Hoa này thì những chiếc lá này. Hàng thì còn hiện tại đang còn nguyên mộc quý vị nhé. Nguyên mộc mà đã rất là sạch sẽ và nét như vậy rồi. Khi chúng em hoàn thiện lên thì rất là kỹ. Những phần hoa văn trên cổ này thì có rồng trầu cuốn thư, cũng là những chữ thọ. Thì phần bầu rượu cuốn thơ đây, những trái đào, những năm đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, rất là ý nghĩa. Còn hàng gỗ thì quý vị có thấy được, em quay là hiện tại là sản phẩm đang còn nguyên mộc, gỗ thì rất là đẹp. Còn đặc điểm của gỗ mít ta thì nó hay có những cái mấu mắt như vậy thì là đây thì không thể tránh khỏi được. Mà quý vị nào mà am hiểu cũng biết về gỗ mít thì là có thể biết được. À, chọn những chiếc sập như này là rất là đẹp rồi. Đây, quay lại toàn cảnh chiếc sập quý vị nhé. Về dáng dấp cũng như là kiểu cách thì quý vị thấy được rất là đẹp dáng dấp. Bên em đã có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong lĩnh vực làm đồ thờ rồi. Tiếp theo bên trên này thì là có một chiếc một bộ cuốn thư câu đối, có kích thước là 1m97 và đục chạm theo mẫu là rồng hóa, ở giữa thì có bông hoa hồng, xung quanh là có chim điểu và ba chữ ở giữa là ba chữ Đức Liêu Quang trên nền gấm. Quay gần hơn để cho mọi người xem được chi tiết sản phẩm này. Gỗ được và chọn lọc rất là đẹp. Bên trên này là có cái phần là đôi câu đối. Đôi câu đối này thì một bên là tổ tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và những đây là những cái lời răn dạy của các cụ dành cho con cháu về cái truyền thống tốt đẹp của ông bà tổ tiên. Đó, và vừa qua là tôi đã giới thiệu về chi tiết của bộ đồ thờ rồi đấy. Mọi người có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại tôi để trên biển màn hình 0987 510 806. Cơ sở tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Mọi người có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com để xem hình ảnh chi tiết về bộ sản phẩm này, cũng như là tham khảo về những cái mẫu đồ gỗ nội thất khác. Chúng tôi chuyên cung cấp và kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ nội thất phòng khách, phòng thờ bằng các chất liệu gỗ tự nhiên. Rồi, xin chào mọi người nhé. Mọi người quan tâm thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những video clip giới thiệu sản phẩm mới nhất chúng tôi.